Em nhỏ hả? Rồi ngồi xuống đi. Nè các bạn, bây giờ mình trồng tới cái phần là bí ngòi mọi người. Đây là bí ngòi xanh. Bí ngòi xanh nè các bạn. Nó no, 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 của mẹ. Ờ giỏi, bí ngòi xanh. Bí ngòi xanh này mình được 2 4 5 mầm. 5 mầm này mình sẽ chia ra 2 chậu. Một chậu 2 mầm. Tại vì bí ngòi nó bự lắm các bạn. Một mầm vậy là nó to lắm. Cho nên mình sẽ chia ra 2 mầm. 2 chậu. Một cây á, một cây bí ngòi là nó bự lắm các bạn ơi. Cây bí ngòi nó to lắm. Kéo qua đây. Kéo qua đây cho mọi người thấy nha. Đây nè. Hơi xa các bạn chỉ có nha. Cái này làm sao tắt đây anh? Mình nắm giật nó ra. Tắt là đứt rễ rồi. Nhân dân mình quê kỳ quá. Sợ mới chết. Nó đủ đứt cái rồi chết. Đây nè, mình sẽ chia ra một chậu như vậy là hai cái bí ngòi. Hai cây giống thôi. Nhiều quá nó cũng phát triển không có mạnh. Cây rồi. Nó trồng đi, nó ra nó trồng dính như vậy rồi. Giờ mình sẽ để hai cây hai góc. Góc bên đây, góc bên đây. Dạ. Thì dạ. Một chậu hai cây rồi để hai góc cho nó tách ra, cho nó phát triển, cho nó bự lên. Đâu phút mà bà đâu mà kế con được. Cái bí ngòi nó cho trái nhiều lắm á. Nó đâu có ghế đâu bà ngồi, đưa ghế đây bà ngồi. Té giờ. Dạ. À, té con. Ba té. Ba té hả? Sao té? Té. Anh đi té nè, ngồi xuống. Rồi. Té giờ. Dạ. Anh bưng cái chậu qua cho em nè. Té giờ. Dạ. Bỏ đất cho cứu, bắt người ta bưng. Thì anh đứng anh bưng, chứ để em đứng lên ngồi xuống. Dạ. Bưng qua ngoài đó. Đúng quá. Quăng ra. Dạ. Cho mẹ. Nước đó. Nào. Nước đó. Rồi dục bỏ hả? Kia nè. Nước đó. Dục bỏ. Nước đó. Dục bỏ đi. Nước đó đi. Đúng rồi, dục bỏ đi. Ba dục bỏ cho mẹ đi. Nghe đi. Ừ. Nước đó. Dục bỏ, đúng rồi. Thôi không dục cho người mẹ. Dưa. Nước đó. Ừ. Đó. Làm tới tối luôn các bạn ơi. Dạ. Lúc đó. Vẫn chưa xong nữa. Lúc đó. Ừ. Giờ còn 4 cây bí ngòi, 4 chậu bí ngòi nữa là xong. Lúc đó. Chậu này chậu thứ 3 rồi. Chờ con chơi đi, ba đứng đây, ba đứng cái con nè. Rồi làm đi. Ba cẩn thận té.
xem. Có chậu nào đất không ạ? À? Bắt xét luôn của anh. Muốn chậu bắt xét không? Chưa. Xếp rồi. Dọn lên cho nó có đất chứ không. Bí ngầu vàng các bạn. Đây này nó được 5 mầm luôn. Dục cái gì bỏ vậy? Dục đó đi. Dục bỏ dơ. Đó dơ. Dục bỏ đi. Cục gạch. Dục đó. Dục bỏ. Dục đó. Chà chị. Chà chị. Rồi ba. Ôi. Đời sống nổi cũng không có gì. Giờ đó không biết gì chơi mà cứ ngồi chê người ta hoài. Đất này là đất xốp mà. Vài bữa nó xèo xuống. Chứ không phải đất nó dẻ đâu mà một cái chừa nước. Tay em không? Không có bóc. Dơ. Móc xong rồi chét cho quần. Dơ quá. Hư quá. Thank you.
cao bự à, xong hết đâu mọi người, tối thui luôn, hết thấy đường quay luôn nè. Đây đó, dài dài qua tới đây luôn. Ừ, đấy không đó, cho ra chậu hết rồi. Okay, mẹ quay hành đó hả? Đâu mẹ quay đâu? Quay hành cho con hả? Ok, quay hành cho con rồi quay con đúng không? Rồi con mới, con cảm ơn rồi, con bye bye cô chú đi. Bye cô chú, hôn cô chú cái rồi, mi gió cái rồi. Đi luôn rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm vào nút subscribe ở dưới đây. Và đây là kênh thứ hai của mình, các bạn cũng đừng quên ghé thăm ủng hộ mình nhé. Ở mỗi video sẽ có nút đăng ký ở góc phải màn hình, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đừng quên bấm thêm cái chuông để nhận được nhiều video mới.